Chào các bạn, hôm nay mình xin phép bắt đầu một cái series về SEO tập trung vào việc là viết nội dung cho SEO. Thì cái series này nó sẽ gồm có nhiều cái bài học, nhiều cái chủ đề khác nhau liên quan tới SEO bao gồm cả nội dung, xây dựng backlink, thực hiện các cái chiến lược về social để tăng cái chỉ số về social của website. Tăng thêm độ trớt của website Vân vân Thì uh, chúng ta sẽ đi vào cái uh, Mục đầu tiên Của cái series này Đó là cái quy trình viết nội dung Chuẩn uh, SEO Thì trong cái quy trình này Thường thì nó sẽ gồm có uh, 7 bước Như trên hình Đầu tiên là chúng ta cần phải tìm kiếm Từ khóa Sau đó chúng ta sẽ lên kế hoạch nội dung Sau đó là viết nội dung tìm kiếm hình ảnh video media thêm vào cái nội dung đó sau đó là chúng ta sẽ tối ưu hóa cái nội dung đảm bảo cái mức độ liên quan giữa nội dung và từ khóa đăng tải nội dung và tiến hành submit nội dung cho các cái bộ máy tìm kiếm như là google hay là bing tiến hành index cái bài viết đó thì đây là một cái quy trình trong cái việc mà viết cái nội dung để đảm bảo cái nội dung của bạn đạt chuẩn về SEO thì trong cái quy trình này thì chúng ta sẽ đi từng phần từng phần một và mình cũng sẽ giới thiệu các cái công cụ hỗ trợ để các bạn thực hiện thì bình thường nếu mà các bạn là thực hiện một cái bài viết một cái bài viết thì cái thời gian trung bình đối với một người bình thường đâu đó sẽ tốn khoảng chừng từ 30 tới 60 phút thậm chí là hơn nếu các bạn đi toàn bộ cái công đoạn của cái việc viết nội dung từ việc tìm kiếm tới cái việc uh, tìm kiếm từ khóa tới cái việc viết bài thì cái thời gian đâu đó nó sẽ là 60 phút nhưng mà sau khi các bạn uh, tham gia xem cái khóa học này cái khóa học này hoàn toàn miễn phí ha các bạn uh, chỉ cần xem theo cái story và uh, video mà mình upload lên YouTube thì các bạn có thể À, sẽ tiết kiệm được cái thời gian à, để đảm bảo là các bạn chỉ cần tốn khoảng 2 phút để có thể à, thực hiện toàn bộ cái công đoạn bảy cái bước của cái viết nội dung à, mà mình trình bày lúc nãy à, chỉ trong 2 phút thôi. Và cái lợi thế của cái khóa học này sau khi các bạn thực hiện xong thì các bạn đã tiết kiệm được thời gian một bài viết là bạn chỉ tốn 2 phút trong khi một người bình thường tốn 60 phút thời gian còn lại thì bạn có thể thực hiện được rất là nhiều bài viết khác hoặc là bạn có thể làm các công việc khác để nâng cao cái kỹ năng của mình ha. Thì tại sao mà cái thời gian của chúng ta được tiết kiệm, được tối ưu như vậy thì cái cách mà chúng ta thực hiện là sự kết hợp giữa suy nghĩ và công cụ, cụ thể là chúng ta sẽ sử dụng công cụ AI để viết cái nội dung À, để tăng tốc kể cả tốc độ và chất lượng khi mà các bạn viết nội dung luôn không hẳn là là chỉ là tăng tốc về tốc độ và cái nội dung chất lượng không cao mà nó vừa tăng tốc cũng như là cải thiện cái chất lượng khi bạn viết tức là nó có chất lượng viết tốt hơn uh, tốt hơn kể mà bạn tự viết luôn thì cái khóa học này sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện uh, nó như thế nào thực hiện bảy cái bước để các bạn viết nội dung sau khi đó thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm những cái cách khác để tăng thứ hạng của nội dung ha thì tại sao mà sử dụng AI thì nó có lợi thế hơn là chúng ta thực hiện thủ công, tại vì AI là cái công nghệ mới ra vào năm nghìn và cuối năm 2022 đầu năm 2023 và khi sử dụng nó thì cái ưu điểm lớn nhất của nó là cái tốc độ tốc độ thực hiện của máy thì lúc nào cũng nhanh hơn tốc độ thực hiện của con người rồi ha và với cái sự phát triển không ngừng của công nghệ thì ngoài cái tốc độ được cải thiện thì cái hiệu suất và chất lượng của cái bài viết do ai viết ra cũng tốt hơn hẳn so với việc mà một người bình thường viết cuối cùng là bài viết không phải giống như cái cách mà các bạn sử dụng công cụ trước đây là các bạn thực hiện công tác giống như là viết lại, rewrite lại cái bài không có đảm bảo cái tính là unique. Mà cái bài viết bằng AI thì nó đảm bảo tính unique. Tỷ lệ unique có thể lên tới 100% ha. Thậm chí bài viết nó sẽ thể hiện hoàn toàn gần giống như là một người một người chuyên gia viết chứ không hẳn là một người bình thường không có kinh nghiệm trong cái lĩnh vực đó viết thì với những cái lợi ích sử dụng như vậy thì các bạn khi mà mình kết hợp cái suy nghĩ cũng như cái sự sáng tạo của mình cộng với cái sức mạnh tính toán của ai thì sẽ giúp cho các bạn cải thiện rất là nhiều về uh, thời gian cũng như là về cái số lượng bài viết mà các bạn có thể viết ra được trong một cái trong một ngày hoặc là trong một cái buổi làm việc ha rồi thì cái buổi cái video đầu tiên này thì trong cái series video hướng dẫn làm SEO với AI của mình á thì chúng ta sẽ tập trung vào cái phần cái phần số 1 đó là cái phần tìm kiếm từ khóa cái phần tìm kiếm từ khóa là cái phần khó nhất cũng như là cái phần uh, quan trọng nhất trong cái việc xây dựng và phát triển nội dung bằng AI. Tại vì sao? Tại vì từ khóa mà các bạn xác định đúng, các bạn xác định chính xác thì khi các bạn viết bài thì nội dung của bạn nó sẽ chính xác. Và nội dung nó chính xác thì cái việc mà các bạn có thứ hạng cao nằm ở trên top nó mới dễ dàng thực hiện. Nếu các bạn xác định từ khóa không chính xác thì cái cái việc tất cả những cái hoạt động sau này viết bài xây dựng link, build trust cho domain thì nó gần như là rất là khó nên cái việc đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu trong cái khóa học này là cái phần uh, tìm kiếm và phân tích từ khóa thì trước khi mà chúng ta uh, tìm kiếm và phân tích từ khóa thì chúng ta tìm hiểu về một cái mô đồ rất là đơn giản uh, đó là từ cái ý tưởng ban đầu của mình làm thế nào để tìm ra những cái từ khóa phù hợp. Từ khóa phù hợp là những cái từ khóa như thế nào? Từ khóa nào là cái từ khóa đạt cái tiêu chí mà chúng ta cần uh, phải viết bài. Thì thông thường á chúng ta thường hay bắt đầu bởi những cái suy nghĩ, những cái ý tưởng. Ví dụ các bạn có một cái ý tưởng thì nó sẽ pop up rất là nhiều từ khóa. Ví dụ như ý tưởng của bạn là xây dựng một website về uh, chăm sóc chó mèo đi. Thì đó là một ý tưởng. Thì khi từ cái ý tưởng đó các bạn sẽ phát sinh rất là nhiều những cái chủ đề uh, mà nó liên quan. Ví dụ như là cách chăm sóc chó, cách chăm sóc mèo, cách chăm sóc chó mới sinh, cách cho chó uống sữa, cách uh, tiêm chủng cho mèo cách làm cho mèo mặt mập cách làm cho mèo lông mượt vân vân có rất là nhiều cái cái ý tưởng mà các bạn sẽ pop up ở trong đầu thì cái việc mà pop up trong đầu á những cái ý tưởng đó nó hoàn toàn là logic và nó hoàn toàn là hợp lý vì đó là những cái mà các bạn nghĩ rằng nó phù hợp với cái website của mình hoặc là phù hợp với cái doanh nghiệp của mình phù hợp với cái mục tiêu kinh doanh của mình. Thì điều này rất là logic thôi, bình thường ai cũng sẽ à, suy nghĩ tới những cái chủ đề, những cái bài, những cái nội dung mà chúng ta sẽ cần viết như vậy. Tuy nhiên, khi chúng ta xác định những cái chủ đề đó thì câu hỏi đặt ra là người dùng tìm kiếm cái gì để mà cái nhu cầu tìm kiếm của họ trùng với những cái chủ đề mà chúng ta chuẩn bị viết chúng ta chuẩn bị triển khai thì đây chính là cái mắt xích cực kỳ quan trọng làm thế nào để xác định ra được những cái từ khóa phù hợp với những cái chủ đề mà các bạn muốn viết phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của người dùng tại vì chưa chắc là các bạn nghĩ ra cái đó các bạn nghĩ ra cái chủ đề là cách chăm sóc mèo thì chưa chắc rằng nhu cầu của người dùng có nhu cầu tìm kiếm cái đó họ không có nhu cầu tìm kiếm cái đó thì bạn dù bạn viết cái bài nhưng không có ai tìm kiếm thì bài đó dù có xuất hiện nhưng mà không ai tìm thì nó cũng không có bất kỳ giá trị nào bất kỳ khách hàng nào quan tâm và mang lại cái giá trị cho do doanh nghiệp của các bạn vì thế cuối cùng của việc phân tích từ khóa là chúng ta sẽ tìm kiếm ra những cái từ khóa mà có nhu cầu những từ khóa có nhu cầu hiện hữu hoặc có nhu cầu trong tương lai và người dùng sẽ tìm kiếm những cái từ khóa đó để truy cập vào website của bạn. Tiếp tới là chúng ta cần phải phân tích xem đối thủ của chúng ta đối với những cái từ khóa có nhu cầu đó, họ làm gì, họ có thực hiện những cái chiến lược marketing nào không, họ có làm SEO không và chúng ta đề ra một cái kế hoạch thực hiện phù hợp nhất cho mình thì đó là một cái mô đồ uh, rất là bình thường khi mà chúng ta thực hiện một cái uh, chiến lược marketing và một cái chiến lược là một một cái chiến lược marketing nói chung và một cái chiến lược về seo nói riêng. tuy nhiên khi mà nhìn vào cái mô đồ này á thì tất cả những người uh, tất cả những người thầy hoặc là tất cả những người mentor đều cho bạn một cái mô định mô đồ chuẩn như thế này và việc đưa ra một cái mô đồ chuẩn á, thì thường uh, nó luôn luôn đúng. Và vì nó luôn luôn đúng và không có một cái cách, không có một cái tắc tích thực hiện nó thì dẫn tới là chúng ta uh, chỉ có thể là biết là nó có thể thực hiện nhưng mà cách thực hiện nó thì rất là mơ hồ. May thay là trong cái video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn rất là chi tiết cách các bạn thực hiện, đưa ra ví dụ cho các bạn thực hiện từ cái ý tưởng của các bạn để đưa ra cái nội dung cụ thể ha thì đầu tiên trước khi mà chúng ta thực hiện chúng ta cần phải hiểu về logic trước sau khi chúng ta hiểu về logic thì mình sẽ giới thiệu những cái công cụ để thực hiện nó ha thì đầu tiên là các bạn phải phân định được rằng cái topic và cái từ khóa sự khác biệt của nó là như thế nào topic là gì topic là những cái chủ đề có thể hiểu đơn giản nó chính là những cái tiêu đề của cái bài viết từ khóa là gì từ khóa là những cái từ mà người dùng search trên Google truy cập vào website của các bạn thì từ khóa có thể trùng với chủ đề nhưng từ khóa có thể khác với chủ đề chú ý nha từ khóa có thể trùng với chủ đề và từ khóa có thể khác với chủ đề tuy nhiên chủ đề thì luôn luôn chứa đựng cái thông tin của cái từ khóa đó. Ví dụ cụ thể ở đây, một cái tiêu đề bài viết là công cụ tóm tắt video YouTube bằng AI. Thì từ khóa có thể là tóm tắt video YouTube. Bạn thấy là cái từ khóa tóm tắt video YouTube nó có ở trong cái topic luôn. Nhưng có một cái từ nữa là ví dụ như AI tóm tắt video. Thì cái từ đó là những cái từ rời nó nằm ở trong cái chủ đề trong cái tiêu đề này đó các bạn hình dung không topic và từ khóa nó nó khác biệt như vậy thì khi các bạn xác định được cái từ khóa và cái topic ấy, thì các bạn sẽ thực hiện cái các cái, cái công việc về, về chuẩn bị về nội dung và nó chính xác và nó hợp lý hơn thì mình sẽ đi từng bước để cho các bạn xác định được cái nào là từ khóa cái nào là topic ha rồi, thì bây giờ mình sẽ ví dụ về từ khóa. Ví dụ cũng là cái từ khóa đó nhưng mà mình chạy vào mình chạy cho thị trường Indonesia. Thì đây cũng là cái từ khóa tóm tắt video YouTube thôi. Bạn thấy là đây là lượt nhấp và đây là lượt hiển thị. Thì bạn thấy là từ khóa rất là nhiều từ khóa, sáu từ khóa nhưng nó cùng link về một chủ đề như mình nói lúc nãy. Thì thường cái từ khóa bạn thấy ở đây nó sẽ gồm có một từ, hai từ, ba từ. Một từ, hai từ, ba từ, một từ, hai từ, ba từ, bốn từ. Đây là những từ khóa được gọi là từ khóa dài. Từ khóa dài là những từ khóa mà nó dễ dàng thực hiện cái hành vi là khi người dùng tìm nó thì họ có nhu cầu thực tế và khi họ truy cập vào website, họ sẽ thực hiện cái hành vi là đúng với cái mục tiêu mà họ tìm ha. Rồi thì chủ đề và từ khóa nó có sự khác biệt có sự giống nhau nhưng mà có sự khác biệt khác biệt lớn nhất là cái chủ đề thì tức là cái tiêu đề thì nó có thể là không cần có volume search nhưng từ khóa thì cần có volume search rồi một cái chủ đề thì sẽ chứa được nhiều từ khóa từ khóa thì nó được phân định bởi độ khó khác nhau, độ cạnh tranh khác nhau và từ khóa thể hiện cái vị trí cũng khác nhau ở trên Google luôn. Từ khóa là cái mà người dùng gõ vào để truy cập vào website của bạn và khi mà họ search thì cái tiêu đề của cái bài của bạn sẽ hiện ra. Thì cái tiêu đề nó cần có liên thông với từ khóa. Thì cái sự liên thông giữa tiêu đề và từ khóa nó được xác định bằng một cái điểm gọi là SEO score. Thì khi các bạn sử dụng cái công cụ AI editor này, thì các bạn sẽ thấy cái điểm uh, sales score ha. Mình sẽ bấm vào để demo để cho các bạn ha. Rồi. Ví dụ, thì đây là cái điểm uh, SEO score. Đây là cái từ khóa và đây là cái chủ đề của cái bài viết. Thì cái SEO score này nó sẽ chấm cái mức độ liên quan giữa từ khóa và nguyên cái nội dung của cái bài viết này. Ha. Thì cái SEO score này nó dựa vào những cái tiêu chí để chấm điểm. Ví dụ những cái tiêu chí mà có dấu check màu xanh á, là cái bài viết đã đạt được cái tiêu chí đó rồi. Những cái dấu check màu đỏ là cái bài viết chưa đạt thì thông thường cái SEO score các bạn có thể phấn đấu đạt 100 điểm nhưng mà thực ra nó không không quan trọng các bạn chỉ cần đạt được khoảng từ 70 điểm trở lên là ok rồi và đặc biệt cái SEO score này nó thể hiện sự liên thông giữa từ khóa và nội dung nên nếu các bạn xác định cái từ khóa sai thì cái điểm của bạn sẽ sai và cái giá trị của SEO score này là nó không phù hợp vì thế mình nhắc là các bạn cần phải xác định được cái từ khóa nó đúng thì các bạn sẽ thực hiện cái việc chấm điểm SEO score này nó chính xác. Và cái điểm SEO score thể hiện cái mức độ liên quan giữa từ khóa và chủ đề. Càng liên quan thì cái SEO score này càng cao. Tuy nhiên cái SEO score này không phải là không phải là cái chắc chắn rằng bạn sẽ lên top ở trên Google ha, nó sẽ hiện được cái mức độ liên quan thôi chứ còn chưa chắc là bạn sẽ top. Tuy nhiên đầu tiên là các bạn cần phải có SEO score tốt. Thì cái điểm đề xuất là nó khoảng chừng 70 điểm đến 100 điểm là ok, không cần nhất thiết là phải 100 điểm ha. Thì SEO score giống như nãy mình demo, nó dựa trên những cái tiêu chí về SEO cơ bản, về SEO nâng cao về về đặc điểm của tiêu đề để chấm thì các bạn thay đổi những cái chỉ số này thì các bạn có thể sẽ có cái SEO score nó cao hơn rồi khi mà chúng ta hiểu về SEO score chúng ta hiểu về mức độ liên quan giữa từ khóa và tiêu đề thì chúng ta sẽ cần phải đi tới một bước tiếp theo là xác định cái từ khóa cụ thể nó phù hợp với cái bài viết của mình hay không. Thì để xác định được cái từ khóa thì thường phân loại từ khóa nó gồm có 3 loại. Một nó gọi là sọc thai. Tức là những cái từ khóa ngắn. Ví dụ như mình có ví dụ là ví dụ như iPhone, ví dụ như điện thoại là từ khóa ngắn. Tiếp tới là middle. Tức là những cái từ khóa từ 3 đến 4 từ, ví dụ như giá iPhone 16 là 3 từ. Ví dụ điện thoại giá rẻ là 4 từ và cuối cùng là long theo là những từ khóa dài trên 5 từ trở lên ví dụ giá iPhone 16 tại phone app thì các bạn nhìn thấy à cái long tail nó thể hiện rất là rõ cái nhu cầu tìm kiếm người ta tìm cái cụm từ này là người ta muốn tham khảo giá và có xác suất là người ta mua hàng còn nếu người ta chỉ search là từ giá iPhone 16 thì có thể người ta vẫn quan tâm giá nhưng người ta không phải là muốn mua ở S Đúng không? Còn nếu người ta chỉ search từ iPhone thì rất là rộng, có thể là iPhone, có thể là ốp lưng iPhone, có thể là so sánh iPhone với Samsung vân vân. Có rất là nhiều ha ý tưởng ở trong cái từ. Thì mục tiêu của cái việc tìm từ khóa là chúng ta cần tìm những cái từ khóa dài những từ khóa đó là những từ khóa thể hiện rõ cái nhu cầu của người dùng. Và khi người ta search với những từ khóa dài thì thường người ta truy cập vào, người ta sẽ thực hiện ngay cái hành vi ở trong website mình, chẳng hạn như là mua hàng, chẳng hạn như là liên hệ với bạn ha. Thì mình sẽ chỉ cho các bạn các cái mẹo để tìm ra những cái từ khóa dài. Thì có rất là nhiều cái công cụ để tìm ra từ khóa dài. Ờ à, các bạn có thể sử dụng các công cụ ví dụ nếu các bạn sử dụng A K, B thì nó sẽ có sẵn công cụ phân tích từ khóa à, đối với tài khoản miễn phí thì các bạn sẽ có thể uh, thể hiện được 50 từ khóa mỗi lần tìm kiếm đối với tài khoản vip thì các bạn có thể uh, tìm không giới hạn giá của nó chỉ có 9 đô một tháng thôi còn không các bạn có thể sử dụng các cái công cụ quốc tế ví dụ như SEMrush với giá của nó là 139 đô một tháng hoặc là HREP với giá là 129 đô một tháng hoặc là Keyword Tool với giá là 159 đô một tháng ha. Có rất là nhiều công cụ để tìm từ khóa thì mình sẽ đời mô với các bạn là cái công cụ của AKTB. Thì cái công cụ của A á, tí nữa mình sẽ mở demo cụ thể hơn. Cách dùng của nó rất là đơn giản. Các bạn chỉ cần cung cấp cái từ khóa, sau đó chọn cái ngôn ngữ và cái quốc gia cần phân tích thì công cụ sẽ cung cấp cho các bạn những cái gợi ý từ khóa liên quan tới nó kết hợp với search volume tức là cái khối lượng tìm kiếm của cái từ khóa đó tháng trước chiều dài của cái từ khóa để xác định nó là keyword uh, short theo hay là middle theo hay là long theo ha tiếp tới là xu hướng tiếp tới là độ khó mức độ cạnh tranh và giá thầu trung bình ha. Uh, thì cách kết hợp của những cái tham số này để tìm ra một từ khóa tốt thì trong cái slide tiếp theo thì chúng ta sẽ nói về cái đó Thì trước tiên mình sẽ demo cái công cụ này cho các bạn ha Thì các bạn bấm vào link uh, công cụ uh, nghiên cứu từ khóa Sau đó các bạn sẽ điền, ví dụ như nãy mình điền từ khóa iPhone Mình sẽ chọn uh, cái công cụ tìm kiếm là Google Ngôn ngữ là tiếng Việt Và quốc gia là Việt Nam thì tùy theo từng cái quốc gia thì cái cái số mà volume nó sẽ khác nhau ha thì chúng ta sẽ bấm nút ai đề xuất để cho nó tìm rồi thì sau khi mà ai nó tìm ra thì nó sẽ báo là có hơn 6.000 từ khóa liên quan tới cái từ iPhone và tổng tất cả những cái từ khóa mà liên quan đến từ iPhone á thì cái số lượng mà tìm kiếm tháng tháng vừa qua là 10 triệu đợt tìm kiếm à, trên đó à, à, 19 triệu đợt tìm kiếm trên đó là máy tính là 10 triệu và điện thoại là 9 triệu thì chúng ta có thể xem được cái biểu đồ xu hướng ví dụ như là tháng 9 này tháng 9 thì thường là iPhone nó ra mắt nên cái xu hướng tìm kiếm nó tăng nè thấy không như tháng 9 năm ngoái là xu hướng nó tăng À, tháng 9 năm nay thì chưa có data ha. data này nó sẽ chậm hơn khoảng một tháng nên là chúng ta sẽ thấy là đã là nó chậm hơn một tháng thì chúng ta có thể coi để ở đây chúng ta sẽ coi được cái lịch sử lịch sử 12 tháng vừa qua của cái keyword đó ha thì chúng ta coi được lịch sử thì chúng ta sẽ có thể xác định hòm hòm là cái xu hướng từ khóa đó ví dụ như từ khóa này là tháng 9 thì nhu cầu nó sẽ tăng đột biến ví dụ những từ khóa về tết về trung thu thì cái dịp đó thường nó sẽ có có độ tăng đột biến thì chúng ta không thể nào mà chờ đến cái ngày đến cái tháng mà nó tăng đột biến chúng ta mới viết bài được chúng ta phải viết bài trước đó khoảng từ 1 đến 2 tháng vì thế khi mà chúng ta thấy lịch sử là tháng 9 nó có sự tăng đột biến thì chúng ta viết uh, tháng 6 chúng ta viết bài và tháng 7 chúng ta viết bài thì nó sẽ chờ đến tháng 9 là cái bài của chúng ta sẽ có thứ hạng tốt ha sau đó là cái thông tin thì chúng ta sẽ có là từ khóa 9 từ khóa liên quan và từ khóa mở rộng các bạn có thể bấm ở từng cái tab ở đây để xem cũng có bộ lọc cũng có bộ lọc theo chiều dài bộ lọc theo được khó bộ lọc theo CBC thì khi mà chúng ta xác định được chúng ta sẽ xem cái bảng thông tin của cái từ khóa để dễ hiểu hơn ha. thì đầu tiên là chúng ta sẽ có cái từ ví dụ như iPhone iPhone 15 iPhone đi cái từ khóa đó có chiều dài là hai 1 ha. Có khối lượng tìm kiếm là 450.000 và có độ khó là rất là khó. Cái độ khó này là từ 0 đến 100 và độ khó ở đây là 99 là rất là khó. Competition là những cái đối thủ mà trên search của các bạn rồi, những cái đối thủ mà trả phí á thì nó là rất là cao là 100% rồi. Và CPC ở đây là 0.09. Rồi, thì có rất là nhiều từ khóa mà nó gợi ý đây thì chúng ta cần phải tìm ra cái từ khóa phù hợp với cái mục tiêu viết bài thì chúng ta sẽ thực hiện đầu tiên là lọc chúng ta sẽ lọc những từ khóa dài đi từ khóa càng dài tức là những từ khóa có uh, gọi là long theo đó thì chúng ta sẽ lọc đầu tiên là dài trước ví dụ như đây từ khóa dài ha các bạn nhìn thấy từ khóa này đó. ví dụ từ khóa này đi rồi thì đây là một cái từ khóa À, để đánh giá chính xác hơn thì các bạn có thể coi nó search chính xác ha. Thì đây là một cái từ khóa mà các bạn thấy là ở đây có những ông lớn ống uh, chiếm dụng cái vị trí rồi. Uh, nên là rất là khó nếu các bạn làm uh, về về điện thoại iPhone thì đây là một cái từ khóa dài và nó cũng uh, có cái mức độ độ khó nó cũng khá là cao. Mình thấy là 52 không vì rất là nhiều ông lớn ống ở trên top rồi à, nên rất là khó để viết bài cho cái từ khóa kiểu như vậy nếu website của bạn là website mới ha thì chúng ta uh, sẽ tiến hành lọc và theo chiều dài theo độ khó theo độ khó ha và uh, có thể lọc theo CBC nữa nhưng mà đa phần ở Việt Nam thì không cần phải lọc theo CBC đâu thường nó chỉ khoảng 0.0 mấy thôi thì các bạn thấy à đây ví dụ như cái từ khóa này nó dài 10 từ và độ khó của nó có 6 thôi thì với cái từ này, à, mình sẽ thử soát thử chính xác cái từ đó Không, Từ khóa này mấy ông lớn cũng đã thực hiện rồi, nên nếu các bạn làm SEO thì cũng sẽ khó ha à, Ví dụ như cái từ này nó trùng khớp với mấy ông lớn hết rồi Đấy, thì Mặc dù chúng ta phân tích tới cái điểm của nó thấp nhưng mà cái từ này vẫn là một cái từ gọi là rất là khó để làm ở trong cái lĩnh vực nếu các bạn làm về iPhone. Tại vì mình chọn cái lĩnh vực này hơi bị khó, thì mình mình sẽ tùy thuộc vào cái lĩnh vực của các bạn thì các bạn chọn. Tuy nhiên cái công thức mà để mà chọn á, thì mình có đưa cái công thức ở đây. Nếu các bạn là website mà mới, tức là website của bạn mới làm, có cái độ gọi là uy tín thấp thì cái độ uy tín là gì tí nữa mình sẽ giải thích ha gọi là độ chớp nó thấp thì các bạn chọn những cái từ long theo dài từ 7 từ trở lên là tốt nhất volume search á thì nó dưới 1 ngàn dưới 1 ngàn tại sao nếu mình chọn là càng nhỏ thì càng tốt nhưng mà thực ra nếu mà nhỏ quá thì tức là cái nhu cầu search nó không có và nhu cầu search nó không có thì các bạn sẽ không có không có ai tìm á nên sẽ không có người vào website của các bạn ha nên chúng ta sẽ chọn đâu đó dưới 1.000 độ khó thì chúng ta sẽ chọn từ 0 tới 14 trung bình CPC á, thì các bạn chọn thấp thôi khoảng dưới 0.1 thôi ha và competition ad tức là có đối thủ quảng cáo hay không thì các bạn chọn dưới 30 đối với website mà các bạn có độ chốt cao hơn có độ uy tín khoảng trên 30 trở lên á, thì các bạn sẽ chọn những cái từ gọi là ngắn hơn khoảng từ 5 từ trở lên volume thì các bạn sẽ chọn cái dài volume nó lớn hơn ha có thể vẫn viết được những cái từ volume nhỏ nhưng mà nếu mà được thì các bạn cứ viết từ volume lớn cũng được không sao volume sẽ khoảng dưới 3.000 độ khó đâu đó từ 0 tới 30 và CBC á, trung bình thì sẽ dưới 0.5 ha và competition ad á, thì đâu đó khoảng dưới 50 là ok rồi thì làm thế nào để mà phân định được cái website đó là uy tín hay là website mới thì thường thì mình hay sử dụng cái công cụ là semrush để mà mình đánh giá cái chỉ số của website rồi các bạn sử dụng cái công cụ semrush thì các bạn sẽ thấy một cái điểm nó gọi là authority score cái điểm này à, tạm gọi là cái điểm gọi là uy tín của Website Thì Website mà nó càng có cái điểm Authority Score này càng cao á Thì càng uy tín Ví dụ như mình sẽ ví dụ như quét đi Cho các bạn dễ thấy ha Ví dụ VNcred là một Website khá là nổi tiếng ở Việt Nam thì các bạn thấy là cái độ uy tín của nó là 89 ha đó. Ví dụ như tinhte.vn đi thì nó là 62 còn ví dụ như A kênh B hồi nãy nó là khoảng 38 39 gì đó 35 ha. và ví dụ như một website mới đây là website mới chuyên cung cấp những cái công cụ về về uh, SEO về marketing thì cái điểm của nó là 8 thôi thì website của các bạn có cái điểm mà authority score này á mà dưới 10 á tức là tạm gọi là website mới đi Website mới không phải là website bạn mới làm nha. Website mới tức là cái website mà có cái điểm authority score này nó thấp thì nó cũng tương đương với cái website bạn mới làm thôi. Tuy nhiên các bạn có thể làm website 2 năm, 3 năm nhưng các bạn không có đầu tư gì cho nó hết thì đối với Google thì nó cũng là một website mới thôi, không có không có phải là một website uh, gọi là cũ. Thì đối với website mới mà các bạn gọi là không làm gì thì cái điểm này nó thấp và cái điểm này nó thấp thì khi mà các bạn chọn từ khóa đó thì các bạn sẽ sử dụng cái bộ tiêu chí à, như mình nói là để chọn ở à đây bộ tiêu chí này đối với website mới còn đối với website của bạn có mức độ authority score nó đâu đó khoảng chừng 30 tới 50 thì các bạn sử dụng cái này ha còn đối với website của bạn cao hơn ở trên 50 thì thường các bạn sẽ có cái cách tổ chức và viết content khác thì mình nghĩ rằng đa phần các bạn à, xem cái video này là những người mới làm thì đâu đó website của các bạn chỉ khoảng dưới 20 thôi thì nó sẽ nằm ở trong phân khúc website mới ở đây thì cách chọn thì mình đã đề cập như lúc nãy ha rồi à, thì sau khi mà các bạn à, lên một cái kế hoạch từ khóa à, ra được một cái danh sách từ khóa thì các bạn sẽ có một cái kế hoạch nội dung à, để mà viết bài cho cái từ khóa đó thì Uh, cái clip về nội kế hoạch nội dung đó, thì mình sẽ đăng tải tiếp trong cái uh, clip tiếp theo trong cái series này uh, thì hôm nay thì mình tạm dừng uh, kết lại cái clip để các bạn uh, về cái cách các bạn tìm kiếm từ khóa thì đầu tiên các bạn sẽ cần sử dụng cái công cụ từ khóa để tìm ra cái từ phù hợp với cái chủ đề bài của bạn muốn viết cái thứ hai là các bạn cần phải chọn ra những cái từ dài long theo theo cái quy tắc uh, website mới và website cũ của các bạn thì các bạn sẽ tìm ra danh sách các cái từ đó và các bạn lưu cái danh sách từ mà các bạn muốn viết bài đó vào một cái file excel đi uh, và từ cái file excel đó thì các bạn sẽ lên cái kế hoạch viết bài nó chi tiết hơn trong cái video clip sau và mình sẽ hướng dẫn các bạn từ cái từ khóa mà các bạn đã chọn để viết lên những cái bài viết có chất lượng dễ dàng đạt uh, top trên Google ha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn các cái trong cái series hướng dẫn làm uh, sale với AI của Aiketob. Uh, xin chào hẹn gặp lại các bạn trong cái clip tiếp theo của chúng tôi.